Ma Hoàng Trác Thích Phàm tập 14. Ngay từ đầu, người kia đã nhìn hai người bọn anh như những con kiến hôi, nhưng bây giờ lại chủ động nói ra hai chữ liên thủ. Rõ ràng hắn đã công nhận thực lực của Trác Phàm thực sự tương đương với hắn. Trong lòng Trác Phàm mừng thầm, kể từ đó có thể đứng ở địa vị bình đẳng đàm phán. Vị huynh đệ kia không phải có chuột đào núi sao? Chắc không phải không muốn lấy đến để cùng bọn hắn liều mạng chứ? Đôi mắt người kia đảo quanh, cười nói, xem ra chúng ta có cùng một ý tưởng. Khó trách các ngươi cũng tìm vật nhỏ này, nhưng mà chuột đào núi này là của ta, các ngươi lấy cái gì cùng ta hợp tác chứ? Phương pháp sử dụng chuột đào núi chính xác nhất. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, sâu xa nói, không biết huynh đệ cầm chuột đào núi muốn làm thế nào để lấy những hạt kim cương lưu xa kia. Ánh mắt người đó khẽ híp lại một cái, còn người đảo quanh cũng không trả lời vấn đề của Trác Phàm mà hỏi ngược lại, các ngươi muốn làm như thế nào? Để chuột đào núi đào một thông đạo, chờ đến lúc bọn họ vơ vét kim cương lưu xa, chúng ta thừa cơ trộm một chút. Trác Phàm còn chưa lên tiếng, Tiết Ngưng Hương đã dành nói trước. Thế mà nàng vừa dứt lời, Trác Phàm cùng thanh niên kia đều đồng thời bật cười to, cười đến mức làm gương mặt nàng đỏ bừng, tức giận liếc nhìn hai người một chút, các ngươi cười cái gì chứ, ta nói không đúng sao? Thanh niên kia tạm dừng tiếng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, vì cô nương này đối phương có một ca vị cao thủ thiên huyền trông coi, ngươi làm sao dễ dàng đắc thủ như vậy chứ, chỉ sợ ngươi còn chưa ra tay đã bị hắn bắt lại rồi. Trác Phàm gật đầu, sau đó lại nhìn về phía thanh niên kia nói ra, bất kể như thế nào, biện pháp của mùi muội ngốc này của ta là không thể dùng được. Ngươi thì sao? Tiết Ngưng Hương nhìn thấy Trác Phàm nói nàng như vậy, không khỏi càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn về phía anh, nhưng gương mặt càng lúc vẫn càng đỏ hơn. Thanh niên kia nhìn Trác Phàm trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, phương pháp của ta rất đơn giản, kim cương lô sa là bị địa tâm áp bách về sau tràn vào trong suối nước, theo suối nước cùng nhau chảy ra, ta sẽ để chuột đào núi và một đầu nhánh sông, như vậy sẽ có một bộ phận kim cương lưu xa chạy đến chỗ của ta. Bột, bột, bột. Trác Phàm vỗ tay, Tiết Ngư Hương cũng bừng tỉnh đại ngộ, cười to mà nói, ý kiến hay. Thanh niên kia cười cười gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng mà Trác Phàm lại lắc đầu thản nhiên nói, nếu như ta làm như lời ngươi nói, thì có thể xem như là đây là phương pháp tốt nhất. Thanh niên kia nhíu lông mày, ánh mắt lộ ra một tia kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp nào tốt hơn hay sao? Ha, đương nhiên rồi, bằng không dựa vào cái gì để ngươi hợp tác với chúng ta chứ? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, phương pháp ngươi nói ra kia tuy có thể cầm được một phần kim cương lô sa, nhưng mà nắm trong tay chỉ sợ không đến 0.001% cũng không nổi. Lại thêm việc chuột đào núi đào thông đạo này, ở giữa còn có rất nhiều bùn đất, kim cương lô sa chủ yếu chìm vào trong đất, ngươi nắm trong tay lại càng ít hơn. Vậy ý ngươi là? Trong mắt thanh niên kia hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào mắt Trác Phàm. Trác Phàm lộ ra một nụ cười thần bí, ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Nếu huynh đệ tin lời ta nói, thì ta có thể cầm tất cả kim cương lưu xa, không cho U Minh Cốc một hạt nào, để lúc đó chúng ta chia đôi thì thế nào? Chuyện đó làm sao có thể chứ? Không khỏi sợ hãi cả kinh, người kia bất khả tư nghị nhìn Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm lại tự tin cười, thản nhiên nói, biết không thể thành, có thể chính là bản sự của ta. Biến không thể thành có thể chính là bản sự của ta. Liếc nhìn anh thật sâu, người kia người đến tình cảnh Trác Phàm vừa xuống chút nữa đã giết chết hắn, bỗng nhiên gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, nên hành động thế nào ngươi cứ tự quyết định đi. Thống khoái, Trác Phàm cười lớn một cái, từ giờ trở đi chúng ta không giữ ý nữa, xin hỏi quý danh của huynh đài? Tạ Thiên Dương. Người kia hít sâu một hơi lớn tiếng nói, đầu lông mày Trác Phàm nhướng lên nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lẽ ngươi là người có bảy thế gia ngự hạ kiếm hầu phủ? Tạ Thiên Dương khoát tay, lộ ra nụ cười thần bí, không để Trác Phàm nói ra, nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Tiết Ngưng Hương càng khó thể tin, nhìn Tạ Thiên Dương thật lâu không nháy mắt. Giống như Tiết gia bọn họ đều là gia tộc nhị lưu, đều nương nhờ sự che chở của bảy thế gia ngự hạ, chỉ là từ khi nàng sinh ra đến nay cũng không ra khỏi Thanh Minh Thành, gặp qua người có bảy thế gia cũng chỉ có U Minh Cốc. Hôm nay lần đầu tiên là nàng thấy được người nổi danh ngang ngửa với U Minh Cốc là người của kiếm hầu phủ. Đúng rồi, Trác đại ca, ngươi lợi hại như vậy là gia tộc nào thế? Lúc này Tiết Ngưng Hương mới nhớ ra, Trác Phàm tuổi còn trẻ mà thực lực không hề kém với Tạ Thiên Dương. Thậm chí nếu vừa rồi không có linh giáp hộ thân thì Trác Phàm thực sự có thể một kích tất sát đệ tử của kiếm hầu phủ này.
cho nên xuất thân của Trác Phàm chắc chắn cũng không tầm thường. Tạ Thiên Dương nghe được lời này cũng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt tràn ngập cảm giác hứng thú. Hắn cũng rất biết muốn biết đến tột cùng gia tộc nào có thể nuôi dưỡng được quái vật như Trác Phàm, có thể dùng thực lực tụ khí cảnh đối kháng cùng cao thủ đoán của cảnh thất trọng là hắn. Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của hai người, Trác Phàm lắc đầu cười nói, xuất thân của ta không hiển quý như vậy, ta chỉ là một tiểu quản gia của Lạc gia ở Phong Lâm Thành mà thôi. Quản gia? Lạc gia? Nghe được lời này, cả hai người đều sửng sốt. Lạc gia là gia tộc nào chứ? Cho đến bây giờ bọn họ chưa từng nghe qua. Chắc là các ngươi cũng không biết, Lạc gia chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc nhập lưu mà thôi, trước mắt mới miễn cưỡng có thể đưa vào hàng ngũ tam lưu. Trác Phàm cười cười khoát tay nói. Lần này hai người càng ngạc nhiên liếc nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Bọn họ không thể tin tưởng chỉ là một tiểu gia tộc mà có thể xuất hiện cao thủ bậc này, xem như hoàng thất cùng bảy thế gia cũng rất ít đệ tử thiên tài như vậy xuất hiện. Huynh đệ, nếu như gia tộc của ngươi thật sự là một tiểu gia tộc như đã nói, nếu không chê, có thể nhờ kiếm hầu phủ chúng ta che chở. Tạ Thiên Dương vỗ bả vai Trác Phàm, trong mắt lóe lên tinh quang. Trước đây, bất luận Trác Phàm nói thật hay giả, nếu là sự thật, đây chính là một khối ngọc thô. Chỉ cần có đệ tử như Trác Phàm lại thêm kiếm hầu phủ đỡ lời, thì sau này Lạc gia tối thiểu cũng là một gia tộc nhị lưu, thậm chí là gia tộc nhị lưu đỉnh phong cũng không chừng. Đến lúc đó, kiếm hầu phủ bọn họ sẽ càng thêm cường đại. Bảy thế gia ngự hạ đã tự mình mời vào. Điều này nếu đặt ở trên gia tộc, anh chỉ sợ đã kích động khóc ròng. Thế nhưng mà Trác Phàm lại khinh thường chú ý. Trong lòng hiểu rõ ý nghĩ của Tạ Thiên Dương, Trác Phàm cười lắc đầu thản nhiên nói, người đến chậm rồi, ta đã cùng Tiềm Long Các ký kết khế ước đồng minh. Nếu như kiếm hầu phủ của các ngươi cũng muốn kết liên minh thì ta cũng hoan nghênh. Lời nói này của Trác Phàm nói ra giống như một quả bom tấn, trào nháy mắt khiến cả hai người vô cùng cả kinh. Khế ước đồng minh Tiềm Long Các? Tiềm Long Các làm sao có thể cùng một tiểu gia tộc không có danh tiếng gì ký kết khế ước đồng minh chứ? Nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, hai người Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương nghi ngờ nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn biểu hiện của Trác Phàm không giống đang nói dối, nhưng chuyện này không thể tưởng tượng được, so với thiên địa điên đảo càng làm cho người ta khó tin hơn. Thất thế gia có thể sánh vai cùng gia tộc hoàng thất, nếu gia tộc không phù chính thống, bọn họ sẽ coi trọng tiềm lực của nó, có thể ký kết khế ước phụ thuộc. Nhưng khế ước đồng minh là quyền lực lẫn nhau giữa các thất thế gia, cho dù là những gia tộc nhị lưu cũng hoàn toàn không có tư cách tham gia. Đây không chỉ là chênh lệch về thực lực giữa thất thế gia cùng gia tộc hắn, mà còn đại biểu thất thế gia có vinh dự sống vai cùng hoàng tộc, làm gì có hoàng đế nào xưng huynh gọi đệ với khất cái chứ. Hiện tại thất thế gia cũng là hoàng đế, mà gia tộc hắn trong mắt bọn họ chẳng khác nào khất cái đang chờ đợi bố thí, căn bản không xứng cùng song song tồn tại, làm gì có chuyện như Trác Phàm vừa nói. Nhìn Trác Phàm thật sâu, Tạ Thiên Nhiên bỗng đột nhiên lắc đầu bật cười thành tiếng, vỗ vỗ bả vai anh, huynh đệ, ngươi không muốn nói thì thôi, cần gì phải suy nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy chứ. Tiết Ngưng Hương cũng thở dài một hơi, vểnh môi lườm anh đầy oán giận. Các đại ca, mọi chuyện chúng ta đều nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn gò gạt chúng ta, thật sự không có suy nghĩ. Trác Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Điều anh nói đều là sự thật, lại không một ai tin tưởng. Điều này khiến cho anh cũng không biết vụ này nên trả lời như thế nào. Được rồi, các huynh đệ không muốn nói thì thôi, dù sao chúng ta làm xong vụ này sợ rằng cũng phải chia tay. Về sau có cơ hội gặp mặt hay không chưa nói trước được, cần gì phải biết rõ ràng như vậy chứ. Cuối cùng Tạ Thiên Dương vỗ vỗ tay nói ra, hiện tại chúng ta vẫn nên nghe xem các huynh đệ có biện pháp gì hay. Mỉm cười, Trác Phàm khen ngợi gật đầu. Tạ Thiên Dương rất thích thái độ xử sự của anh, không có kẻ thù cùng bằng hữu thật sự ở đại lục này, mọi thứ đều bắt nguồn từ lợi ích mà thôi. Có lẽ hôm nay vì lợi ích làm bằng hữu kề vai chiến đấu, ngày mai lại bởi vì lợi ích trở thành kẻ địch liều chết chém giết nhau, cho nên không cần thiết phải biết rõ ràng. Ngược lại, che giấu bí mật mới là bảo vệ tốt nhất cho bản thân. Chỉ có Tiết Ngưng Hương vẫn một mực lẩm bẩm, mọi người đã có duyên gặp gỡ lại nói chuyện hợp ý như vậy, vì sao không thể làm bằng hữu chứ. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương nghe xong đều khinh thường cười rộ lên. Từ trong giới chỉ lấy ra một tờ giấy trắng và cây bút, Trác Phàm bắt đầu múa bút vẫy mực, vẽ lung tung trên giấy. Trong phút chốc, một bản đồ quỷ dị hiện lên rõ ràng. Tiết Ngư Hương nhìn không hiểu,
Tạ Thiên Dương xem mỗi động tác của Trác Phàm càng lúc càng thêm kinh hãi. Đây là đợi Trác Phàm vẽ xong, Tạ Thiên Dương nhìn bản đồ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thốt lên: trận thức đồ cấp 1. Có thể, thế nhưng từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua trận thức đồ cấp 1 này, rất nhiều trận thức đều chưa từng gặp qua. Tạ Thiên Dương không thể tin tưởng nói ra. Trác Phàm âm thầm gật đầu. Tạ Thiên Dương không hổ là người của Thất Thế Gia, tuổi còn nhỏ đã hiểu được trận thức đồ, giống như Lâm Quỳ. Có điều anh vẽ trận thức đồ này bên trong có rất nhiều trận thức, nhưng đều từ thượng cổ lưu truyền tới nay, người thời nay căn bản chưa từng gặp qua. Tạ Thiên Dương cầm lấy bản vẽ trầm ngâm rất lâu, lại nhìn Trác Phàm thật sâu, ánh mắt kiên định: ngươi quả nhiên là người của Thất Thế Gia. Không, ngươi là người của Hoàng Thất. Tạ Thiên Dương không dám xác định, bởi vì càng tiếp xúc với Trác Phàm, hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn thật sự không biết Trác Phàm đến tục cùng có xuất phát từ gia tộc nào. Thậm chí hắn còn cảm thấy cho dù là người của Thất Thế Gia cũng khó bồi dưỡng được thiên tài giống như Trác Phàm. Như vậy trên Thất Thế Gia cũng chỉ còn có Hoàng Thất. Trác Phàm cười cười lắc đầu: vừa rồi ta đã mới nói, có tin hay không là tùy ngươi, nhưng hiện tại chúng ta nên hợp tác. Tạ Thiên Dương suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu: đi theo ta. Trác Phàm lại cầm bản vẽ, khẽ cười một tiếng, chạy về phía trước. Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương theo thật sát. Sau 6 canh giờ, Trác Phàm chạy đến bên một dòng sông nhỏ, dừng lại, quan sát tứ phía, khẽ gật đầu. Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương cùng đến nơi đây, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nơi này khoảng cách lưu kim tuyền đàm càng lúc càng xa, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ đến khu vực thứ hai của Vạn Thú Sơn Mạch. Vạn Thú Sơn Mạch là nơi linh thú tụ tập vô cùng nguy hiểm, đại khái chia làm 3 khu vực. Khu vực thứ nhất bị mọi người định là khu vực an toàn, chỉ có linh thú cấp 1, cấp 2 ở chỗ này, linh thú cấp 3 hiếm khi xuất hiện qua, thích hợp cho tu giả tụ khí cảnh và trúc cơ cảnh tìm linh sủng cho chính mình. Mà Lưu Kim Tuyền Đàm là ở khu vực này. Khu vực thứ hai bị mọi người quy định là khu săn bảo bối, thường có linh thú cấp 3, cấp 4 xuất hiện. Đi vào nơi này nếu không có thực lực đoán cốt cảnh thì chẳng khác nào đi tìm đường chết. Nhưng nơi này linh thú vô cùng phong phú, một vài cường giả nhân loại đã tìm được linh sủng mong muốn ở đây. Khu vực thứ ba bị mọi người quy định là khu vực nguy hiểm, linh thú có thể sinh tồn ở chỗ này đều là quái vật cấp 5 trở lên. Cho dù là cường giả thần chiếu cảnh cũng có thể bị giết. Cho nên nếu không phải người tin tưởng thực lực bản thân hoặc lão quái vật trên đại lục thì căn bản không có ai dám tùy tiện bước vào đó. Hiện tại mấy người Trác Phàm đứng ở ranh giới giữa khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai. Một khi bọn họ bước vào khu vực thứ hai, tu giả tụ khí cảnh như Tiết Ngưng Hương sẽ bị nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Cho dù cao thủ thiên huyền cảnh cũng không dám đi lung tung ở trong khu vực này. Trác Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tinh quang, nghiêm túc gật đầu: chính là ở đây. Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương không hiểu, nghi ngờ nhìn anh. Trác Phàm vung tay lên nói ra: Thiên Dương huynh đệ, làm phiền ngươi để Toản Sơn Thử từ nơi này đào hang đến Lưu Kim Tuyền Đàm, sau đó dựa theo tấm bản đồ này bố trí trận pháp. Trác Phàm chỉ vị trí trung tâm trên bản đồ, nơi này chính là Lưu Kim Tuyền Đàm. Tạ Thiên Dương giật mình chỉ xung quanh bản đồ nói ra: để nó từ nơi này đào hang đến Lưu Kim Tuyền Đàm không có vấn đề, nhưng để nó đặt linh thạch ở những địa phương này bố trí trận pháp phải đến 1.000 khối trở lên đó. Không sai, thật sự là 3.221 khối. Trác Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói: hình thế Toản Sơn Thử nhỏ bé. Toản Sơn Thử là con chuột đào núi, mỗi lần chỉ có thể ngậm một khối linh thạch. Nói cách khác, nó phải tới lui lui 3.221 lần mới thể bố trí trận pháp trong lòng đất quanh Lưu Kim Tuyền Đàm. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, Tiết Ngư Hương cũng cả kinh che miệng kêu lên: người muốn nó mệt chết sao? Toản Sơn Thử đứng trên đầu vai Tạ Thiên Dương dường như cũng nghe rõ kế hoạch của bọn họ, hai mắt đảo quanh lập tức nằm vật xuống đất giả chết. Mẹ nói chứ, tiểu tử này chắc chắn muốn chơi chết mình mà, loại chuyện ngu ngốc này lão tử không làm, chết càng khỏe hơn. Toản Sơn Thử nhắm chặt hai mắt, mặc dù từ trên bờ vai rơi xuống, đầu đập xuống đất đau đớn cũng cố gắng nhắm chặt mắt lại, chỉ có thân thể run lên không ngừng. Thân thể đang run run không ngừng bán đứng nó. Trác Phàm xì cười một tiếng, không để ý tới vật nhỏ này đang làm trò khỉ, nhìn chủ nhân của nó nói ra: hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian. Kim cương Lusa có thể bạo phát bất cứ lúc nào, mau cho tiểu gia hỏa này hành động đi. Nhất định phải làm như thế sao? Tạ Thiên Dương liếm liếm bờ môi,
mặt trên mặt ra vẻ ngưng trọng. Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Nếu như ngươi có thể thần không biết quỷ không hay, dưới mí mắt bọn họ bố trí xuống trận pháp cũng có thể. Lại nhìn Tiểu Gia Hỏa đang ngã lăn đùng trên mặt đất, Tạ Thiên Dương không chút có chút không đành lòng. Trác Phàm vẫn tiếp tục mê hoặc. Một toản sơn thử về sau muốn bao nhiêu cũng có, nhưng kim cương lưu xa, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, cam đoan ngươi kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bị lời của Trác Phàm thuyết phục, ánh mắt Tạ Thiên Dương lóe qua một đạo tinh mang, mạnh mẽ gật đầu. Được, chỉ là lên sủng cấp 1, cùng lắm thì lão tử từ bỏ. Nghe đến lời này, toản sơn thử bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt lưng tròng nhìn về phía Tạ Thiên Dương với ánh mắt khẩn cầu. Chủ nhân, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nếu là như vậy thì ta sẽ bị mệt chết đó. Thế nhưng Tà Thiên Dương hoàn toàn không nhìn tới nó. Trong mắt nó là nụ cười tà dị của Trác Phàm và Tà Thiên Dương. Tiết Ngưng Hương nhìn con vật nhỏ đáng yêu, lòng nhân từ nổi lên, ôm nó vào trong ngực an ủi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm. Có điều Trác Phàm lại không thèm quan tâm, riêng Tà Thiên Dương chỉ quan tâm kim cương lưu xa, làm gì còn ai quan tâm tới toàn sơn thử này chứ. Sau đó, dưới uy nghiêm của chủ nhân Tạ Thiên Dương, toản sơn thử bị ép đào hang tới lưu kim tiền đàm. Chỉ trong phút chốc, trong lòng đất, theo bản vẽ của Trác Phàm đã tạo thành thông đạo đan chéo lẫn nhau. Thế nhưng vì thiên huyền trưởng lão tỉnh tọa bên trong lưu kim tiền đàm lại không phát giác ra. Tiếp đó, vận mệnh đau khổ của toản sơn thử bắt đầu, nó ngậm từng khối linh thạch vận chuyển xuống tiền đàm. Lúc đầu thì còn tốt, đến 100 khối nó đã mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, da lông đều ướt nhẹp. Sau 500 khối, Tiểu Gia Hỏa kia bắt đầu thở không ngừng. Tiết Ngư Hương có chút không đành lòng, muốn để Tiểu Gia Hỏa này nghỉ ngơi một chút, nhưng hai tên ma quỷ Trác Phàm và Tạ Thiên Dương giống như đại chủ bóc lột bình nông vệ, không ép khô đến chút sức lực cuối cùng thì quyết không bỏ qua. Riêng là Tạ Thiên Dương, hiện tại trong đầu chỉ có kim cương lưu xa, làm gì còn để ý tới linh sủng, hắn đã bị mệt gần chết rồi chứ. Sau đó, con chuột đào núi chỉ có thể vận chuyển từng lần một. Tiết Ngư Hương thấy nó đáng thương, cho nên mỗi lần trở về đều vụng trộm cho nó ăn, uống nước. Đây cũng là niềm an ủi của nó lúc này. Hiện tại Tiết Ngư Hương trong mắt Tiểu Gia Hỏa chẳng khác nào tiên nữ dạ hạ phàm. Nó hận lúc trước nhận nhầm chủ nhân nó đã bị ma vương Trác Phàm dẫn dụ, không còn để ý tới tình nghĩa với bọn họ, muốn nói về mà chết mà. Cho đến khi nó đem khối linh thạch cuối cùng chôn xuống, trở về dường như muốn hấp hối, Tiết Ngư Hương ôm nó vào trong ngực, trấn an vỗ về mới khiến nó cảm thấy sống sót sau tai nạn vừa rồi. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn Tạ Thiên Dương cười nói, xem đi, ta nói Tiểu Gia Hỏa này không có vấn đề gì mà. Bất đắc dĩ gật đầu, Tạ Thiên Dương thở dài nói, đúng vậy, có điều về sau nó cũng hận chết chủ nhân là ta đây. Không còn cách nào khác, trong vòng 3 ngày phải bố trí xong đại trận, đành phải cưỡng bức nó, nếu không vật nhỏ này nhất định sẽ lười biếng. Trác Phàm nhún nhún vai thở dài một tiếng, nếu chỉ như vậy đã khiến nó mệt chết, vậy thì không phải là linh thú cấp 1. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, ánh sáng trong tay chớp động liên tục, đã bố trí xuống một đại trận khác ở bờ sông nhỏ này. Trận quyết trong tay đánh xuống, chỉ trong một thoáng, tất cả linh thạch chôn dưới đất đều lóe lên quang mang. Một cổ dao động vô hình trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Hai đại trận xa mấy ngàn dặm dường như có mối liên hệ nào đó, hô ứng lẫn nhau. Đột nhiên thân thể trưởng lão ngồi trong lưu kim tuyền đàm run lên, mắt tở mở to. Trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, chuyện gì vừa xảy ra, vì sao trong lòng lão phu cảm thấy bất an chứ? Bên cạnh sông nhỏ, thân hình Trác Phàm hạ xuống, nở nụ cười đắc thắng. Mọi chuyện sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, đợi đến ngày kim cương lưu xa xuất thế, vì thiên huyền trưởng lão U Minh Cốc kia nhất định sẽ giật mình. Đã bố trí thỏa đáng, ba người Trác Phàm cũng giống như người U Minh Cốc, đều chờ đợi thời cơ, chờ đợi kim cương lưu xa bạo phát. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện thoáng chốc trở nên bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày Tạ Thiên Dương không có việc gì, muốn đi vào trong rừng tu luyện tuyệt kỹ gia tộc, lại lo lắng chẳng biết lúc nào kim cương lưu xa bạo phát, bị mấy người Trác Phàm độc chiếm. Có câu biết người, biết mặt, không biết lòng. Huống chi hắn không hiểu gì Trác Phàm, căn bản không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Mà Tiết Ngư Hương như đã quên chuyện kim cương lưu xa này đi. Mỗi ngày chỉ chơi cùng toán sơn thử đến quên cả đất trời. Tạ Thiên Dương nhìn thấy, muốn gọi vật nhỏ kia trở về, nhưng đổi lại là ánh mắt xem thường khiến hắn có chút xấu hổ.
rõ ràng là linh sủng của hắn, bây giờ lại thân cận với Tiết Ngưng Hương. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Trong mắt hắn, Trác Phàm là một nam tử bí ẩn, cho dù là xuất thân hay bối cảnh đều cực kỳ thần bí. Tuy nhiên, Trác Phàm nói bản thân đến từ một tiểu gia tộc, nhưng hắn tuyệt đối không tin. Trong ba người, Trác Phàm là người trầm ổn nhất. Mười mấy ngày nay, anh chỉ làm một việc duy nhất là tính tọa tu luyện, dường như hoàn toàn không để Kim Cương Lưu Sa vào trong lòng, nhưng anh lại là người chú ý đến chuyện này nhất. Điều này càng làm cho Tạ Thiên Dương xem trọng Trác Phàm, một người trẻ tuổi, tâm tính như vậy, trong toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc cũng rất khó tìm ra một người. Ngay cả bản thân hắn cũng không làm được. Trước khi lấy được Kim Cương Lưu Sa, hắn không thể yên tâm tu luyện. Hiện tại trong lòng hắn nóng như lửa đốt, bất an, gợt ép tu luyện sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Trác Phàm... Tạ Thiên Dương chăm chú nhìn thân hình Trác Phàm với vẻ mặt có chút ao ước lại ghen ghét. Đột nhiên, một tiếng phì cười phát ra, Trác Phàm từ từ mở mắt, thở dài ra một hơi lẩm bẩm. Tù khí, lục trọng, rất cục cũng đột phá. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương khẽ run lên, cuối cùng cũng tỏ vẻ bị thuyết phục. Trong thời khắc khẩn trương như vậy, còn có thể tu luyện, đột phá, tâm tính như thế, hắn có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Kết quả, cứ như vậy ba người bình tĩnh vượt qua một tháng trời. Trong lúc này, Tạ Thiên Dương vẫn buồn bực ngán ngẩm, Tiết Ngưng Hương chơi với Toản Sơn Thử càng lúc càng vui, nụ cười trên mặt chưa ngừng lấp lúc nào, chỉ có Trác Phàm vẫn luôn tĩnh tọa giống như yên tĩnh chờ đợi. Tạ Thiên Dương bị bầu không khí ngột ngày ngạt này bức muốn đi lên. Sớm biết như thế, lúc trước đã không bức Toản Sơn Thử liên tục bố trận 3 ngày, bây giờ không phải còn rất nhiều thời gian hay sao? Hiện tại đã khiến quan hệ giữa hắn và vật nhỏ kia tan vỡ, bên người không có vật giải buồn. Ta chịu đủ rồi. Tạ Thiên Dương thực sự không chịu được nữa, lớn tiếng hét lên. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn quẩn quanh trong toàn bộ dãy núi, khiến cả vùng rung động không ngừng. Đến rồi. Bỗng nhiên Trác Phàm mở bừng hai mắt ra, nhảy dựng lên, trong mắt tinh quang bốn phía. Tiết Ngưng Hương đang chơi đùa cùng Toản Sơn Thử đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Trác Phàm, nhưng vẻ mặt Trác Phàm và Tạ Thiên Dương không chút sợ hãi, lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Bên trong Lưu Kim Tuyền Đàm, Thất Trưởng lão U Minh Cốc bỗng nhiên mở bừng hai mắt ra, phóng người nhảy lên không trung cười lớn. Ha ha, lão phu chờ đợi hơn 2 tháng rốt cũng tới. Người đâu, chuẩn bị lưu kim ti võng vớt Kim Cương Lưu Sa. Thất Trưởng lão vùng ống tay áo hét lên, những thô về đoán cảnh chắc tay tuân lệnh. Vâng. Tiếp đó bọn họ vung tay xuất ra một cái lưới võng lóe lên ánh sáng màu vàng, dùng lực ném vào bên trong lưu kim tuyền đàm. Chỉ một thoáng, toàn bộ dưới đáy lưu kim tuyền đàm biến thành màu vàng lóa mắt. Cùng trong một thời gian, bên bờ sông nhỏ, Trác Phàm nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói ra, người chuẩn bị lưu kim ti võng chưa? Ha, chuyện cười, tới bắt Kim Cương Lưu Sa sao có thể không có lưu kim ti võng chứ? Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, vung tay lên cũng có một chiếc võng vàng óng ánh xuất hiện trước mặt ba người. Kim Cương Lưu Sa và nước dung nham từ sâu trong lòng đất phun ra, muốn loại bỏ Kim Cương Lưu Sa ra khỏi nước dung nham thì phải dựa vào lưu kim ti võng. Trác Phàm cầm lưu kim ti võng vung tay lên ném vào trong dòng sông nhỏ. Tạ Thiên Dương nhìn Trác Phàm, trong mắt nổi lên hứng thú. Trác huynh đệ, tiếp đó người muốn làm thế nào, nhìn kỹ đi. Trác Phàm tự tin cười nói ra, đột nhiên kích động ẩn quyết trong miệng lẩm bẩm. Càn khôn điên đảo, sông núi đổi dời, âm dương trao đổi, song trận chuyển dời, đi. Anh vừa dứt lời, ầm một tiếng, linh thạch dưới đất đột nhiên phóng ra hào quang óng ánh, giống như quang trụ tia sáng từ dưới đất xông thẳng lên trời. Bên cạnh lưu kim tuyền đàm cũng có 3.221 cột sáng như vậy phóng lên tận trời. Thất Trưởng lão giật bắn mình, trong lòng không hiểu. Nhưng giờ khắc này, Kim Cương Lưu Sa lập tức xuất thế, hắn cũng không quan tâm đó là cái quái gì, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa động suối nước nóng kia phun ra. Ầm! Đột nhiên, một tiếng động thật lớn vang lên, nước chảy xiết trong nháy mắt theo cửa động phun ra, chảy vào hồ nước nóng. Có điều chỉ trong mấy hơi thở, nhiệt độ suối nước nóng đã hạ xuống trên diện rộng. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Theo lý thuyết, Kim Cương Lưu Sa xuất thế phải từ trong nước dung nham thoát ra thì nhiệt độ trong nước cũng sẽ tăng lên, cho dù cao thủ đoán quốc cảnh cũng không dám tùy tiện đi xuống. Nhưng sao hiện tại nước chảy ra lại mát lạnh như thế này?
Thất trưởng lão ngây ngốc nhìn mấy ngàn quan trụ tứ phía mới vỗ đầu kịp phản ứng. Mẹ nó, có người đang giở trò. Bỗng nhiên, hắn ta bay lên không trung, nhìn từ xa, chỉ thấy ngoài ngàn dặm cũng xuất hiện mấy cột ngàn cột ánh sáng. Rốt cục là nơi nào chứ? Thất trưởng lão khẽ cánh môi, bỗng nhiên bay về một phía. Dám ở trước mặt lão tử giở trò, muốn chết sao? Cùng lúc đó, ba người Trác Phàm ở bên sông nhỏ đột nhiên biến mất không còn tung tích. Sau đó xuất hiện trước cửa động đen xì, chỉ trong thời gian một hơi thở. Nước dung nham nóng bỏng phun ra, nước nóng như thiêu đốt, có ánh sáng vàng rực. Kim cương Lusa. Tạ Tiên Dương vui vẻ, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, cả kinh kêu lên. Trác huynh đệ, ngươi thật là tài, sao kim cương Lusa lại đột nhiên đi ra từ nơi này chứ?